Hello, xin chào cả nhà. Chúc mừng cả nhà một ngày mới an lành và đầy niềm vui. Mọi người ơi, hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm và cũng là ngày giỗ ông bà nội trên nhà mẹ chồng của mình. Mình xin mời mọi người theo chân mình đến tham dự buổi đám giỗ trai trên nhà mẹ chồng mình nhé. Em trai của mình và cháu mình đang chuẩn bị bàn ghế trước sân cho mọi người. Và đây là khu vườn phía sau của mẹ mình. Từ nhà nhìn ra thì thấy là ngay trước cửa phía sau nhà cửa sau là hai cây bưởi khá là nhiều trái. Cây bưởi này tầm khoảng ngang vai mình thôi mọi người, nhưng đã cho trái rất là nhiều luôn. Trái đã chín vàng, mình không biết là cây chua hay ngọt, mình cũng chưa thử qua. Mình sẽ hỏi mẹ mình sao nhé mọi người. Thấy phê quá luôn á. Đây là cây kế tiếp, cao cũng tầm khoảng ngang bụng mình thôi, thấp hơn hai cây kia nhưng lại cho trái sát đất luôn đó mọi người. Trái đã chín vàng hết, mình không biết là ready để hái chưa. Thấy cưng quá luôn. Wow, trái nào trái nấy to và vàng ươm. Và bên đây, bên hông của nhà mẹ mình đó là dàn dây chanh leo. Rất là tốt, có vẻ các em ấy hợp với mùa đông. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy có trái các bạn. Kế bên dàn chanh leo là cây ổi và đã bị dàn chanh leo che khuất hết một nửa rồi. Và kế bên cũng là dây cây quýt. Cây quýt năm nay thất mùa các bạn, không có nhiều trái. Tất cả cây trái, hoa quả đều ảnh hưởng thời tiết xấu năm nay. Mưa rất là nhiều, lại lạnh hơn mọi năm. Ổi nhìn ngon quá, hình như là đã ăn được rồi đó các bạn. Từ nhà mẹ mình nhìn ra phía sau gốc trái thì đó là cây chanh to. Các bạn thấy từ xa là đã thấy trái đầy cành. Đẹp quá là đẹp luôn. Ước gì cây chanh này là cây ăn trái như cây apple hay cây lê thì hay biết mấy. Trái triểu cành vàng ươm. Mẹ mình cho hàng xóm rất là nhiều rồi đó các bạn, nhưng mà vẫn không thể nào mà xài hết một mớ chanh này. Rụng đầy gốc luôn. Mẹ mình phải nhặt bỏ mỗi ngày đó các bạn. Thấy mê quá luôn. Số lan mà mẹ mình có năm nay tuy là không nhiều lắm nhưng mà cũng rất là đẹp. Mình thời tiết lạnh quá nhưng hoa có thể sẽ ra trễ, mình không nghĩ là sẽ kịp để trưng cho những ngày Tết sắp tới. Nha đam của mẹ mình năm nay tốt quá luôn, nhưng một số rau thơm để ăn uống này kia thì đã không còn nhiều, chỉ còn một vài loại. Mùa năm nay lạnh hơn mọi năm và giống như mỗi năm ở đây thì người Việt mình trồng những cây sử dụng trong nhà, rau thơm hay là bạc hà hay là rau cải thì mình chỉ trồng được mùa hè thôi mọi người. Mùa đông thì mình cho tạm đất nghỉ ngơi, đợi tới mùa hè mình bắt đầu cho một mùa trồng tiếp. Mùa đông không có làm gì được với những mưa, gió suốt ngày và lạnh cống luôn các bạn. Góc vườn của mẹ mình quá lý tưởng, rộng rãi thoáng đãng và có một khoảng sân chơi cho các cháu nữa. Bây giờ mình mời các bạn vào nhà cùng mình nhé. Mẹ mình có một bình bông đẹp quá đi, đủ màu sắc luôn, rực rỡ.
bàn này sẽ dành cho cô bác lớn tuổi ngồi ở đây. Mọi người trong nhà đều chuẩn bị các món ăn để lên cúng ông bà. Mình thấy mẹ mình chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn, nhưng tất cả đều là đồ chay nha các bạn. Các bạn biết không, mình và ba mẹ chồng của mình đều là người gốc dân Tây Ninh. Tây Ninh thì các bạn biết rồi đó, đa phần dân Tây Ninh đều là đạo Cao Đài. Mình cũng vậy, mình là đạo Cao Đài, nhưng mà mình và ông xã mình chỉ là ăn chay 10 ngày. Còn ba mẹ chồng mình và hai đứa em chồng của mình thì là ăn chay trường luôn đó các bạn. Cho nên những dịp giỗ quẩy, cúng Tết hay tiệc tùng, tất cả đều là đồ chay. Đây là ba của mình đó các bạn. Ba mình đã khá lớn tuổi rồi, cho nên chân đã yếu, không còn đi lại thuận tiện như xưa. Chú Tám và em chồng của mình, chú Út, đang chuẩn bị đồ để cúng ông bà gia tiên. Đây là đồ ăn chay mẹ mình đã chuẩn bị, hình như là gần xong hết rồi. Đây là mâm gỏi chay, gỏ ngó sen chay, nhìn ngon quá luôn. Mình rất thích ăn gỏi, ăn những món mà rau cải và chua chua như vậy đó các bạn, mình rất là thích ăn luôn. Và kế bên là mâm chả giò chay và bì chay. Bì chay mẹ mình chuẩn bị cho món bún rau thơm. Và đây là mâm dưa chua, củ cải muối dưa chua cho món cháo lá dứa. Và kế bên là hộp mì căng xào xả ớt. Wow, nhìn ngon quá luôn, hấp dẫn lắm luôn các bạn. Và đây là nồi chè thập cẩm em dâu của mình mới vừa nấu xong, ngon quá luôn. Đây là tray thịt ba chỉ chay kho tiêu mà mình đã làm xong buổi sáng này. Buổi sáng này mình hơi khá là bận, cho nên mình không có tiện để quay video lại chia sẻ với mọi người. Hy vọng trong những thời gian tới đây, mình sẽ từ từ chia sẻ lại những món ăn chay mà quê Tây Ninh của mình thường nấu cho các bạn. Em dâu của mình đang cắt bánh mì để chuẩn bị cho món cà ri của em ấy. Đây là mẹ mình và thím Tám. Mẹ mình là người Mang Kiến. Mẹ mình từ Việt Nam qua đây chơi được vài tháng rồi các bạn. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng để cúng ông bà. Trái cây trưng bày, chính Tám và mẹ mình trưng đẹp quá. Và đây là bàn đất đai, cúng đất đai đó các bạn. Và đây là nồi canh chua của mình, canh chua bắp chuối, đậu bắp và bạc hà mình đã vừa làm xong, mới vừa làm xong đó các bạn. Mình nấu phụ mẹ mình một vài món. Nồi súp cua do em bà con của chồng mình nấu xong đây. Nồi súp chay, đậu hũ, nấm, hộp sen, hấp dẫn quá luôn.
và mẹ mình cũng chuẩn bị sẵn một mớ bánh trái đầy đủ, kẹo cho cô bác lớn tuổi dùng giấy nước trà nóng. Cùng mình tham gia gian bếp của mẹ mình nhé mọi người ơi. Coi thử đây là nồi gì đây. Là một nồi cà ri do em dâu mình nấu đây. Thử coi em ấy nấu món những gì trong đây nhé. Mình thấy có cà rốt nè, khoai tây nè, chả chay và đậu hũ và nấm nữa. Nhìn ngon quá, hấp dẫn quá đi. Mình chuẩn bị sẵn món cháo lá dứa và hai món mình và các bạn vừa thấy lúc nãy, đó là món dưa muối và món mì căng xào xả ớt. Đây là bánh ít lá tre. Bánh ít đây mình không có các bạn, mình mua từ chợ Đông Đá và về mình hấp lại. Ở đây mình không có lá tre to để làm những loại bánh. Đó anh gì trái gì mắc nhất ở là bánh, ở Mỹ này ở trời trời. Trái gì? Dạ. Anh mà đón được tôi mới sợ luôn. Học trò đó khóa. Nói chuyện và tôi thấy khoái tuổi thơ tôi sợ luôn. Tuổi thơ dữ dội đó mọi người. Ôm lại những trái cây dài mà ngày xưa ở quê nhà mình hồi nhỏ. Mình đã sưu tầm trong thời gian 20 đồng, 30 đồng bên, bên đây thì đã không còn wow. Thằng mẹ nó bỏ 40 ra nó mua mấy trái lâu lâu có dịp để tụ tập lại cho em keo mà trái hồng hoàng ở trong cái ruột nhỏ trắng đẹp hồng hồng đâu có gì đó cái điệp tây phải không? Ờ mình kêu là cây điệp tây đúng không? Anh không biết nhưng mà trái me keo á nó ù ù nó ù á có trái mà nó cong này nó ù ù cái lộ da trắng mà hộp ở trong có mà hộp có màu đen đúng rồi. Hơn 30 năm mình không còn được ăn lại những quả đó. Ai cũng có một tuổi thơ đẹp quá đầy ký ức của miền quê nhà thân yêu của mình. Và đã sẵn sàng cho buổi ăn trưa hôm nay. Bàn này mẹ mình chuẩn bị cho các chú bác lớn tuổi. Quá nhiều đồ ăn luôn. Nhìn hấp dẫn quá, món nào cũng ngon. Mình ra ngoài sân. Hình như là cô chú không lớn tuổi không có thích ra ngoài cho lắm vì bữa hôm nay cũng khá là lạnh, chỉ có một vài em nhỏ thôi, bàn ghế khá là nhiều, thời tiết lại có vẻ lạnh không có nhiều nắng lắm các bạn.
tôi nè. Rồi, mọi người đã đến đầy đủ rồi. Đây là gia đình bác năm của mình đây. Thật là đông đủ. Vui quá đi. Hôm nay là ngày đám giỗ, cũng là dịp đầu năm Tết tất niên luôn mọi người. Cho nên mọi người được tụ tập là đầy đủ. Cô chú bác bên nội bên ngoại của chồng mình khá là đông ở đây. Vui lắm luôn. Wow, một cái bánh khét to, thiệt là to. Cả nhà ai cũng đều trò chuyện vui vẻ. Và đây là bàn của cô chú bác. Và bên đây là phe của mình. Mọi người bên tụi mình ở bên đây thì là sao sơ vịt, là không có múc ra từng tô sẵn như ở Việt Nam, là bên người lớn. Bên đây thì là ai muốn ăn gì thì tự lấy ăn. Đồ ăn thì để vòng vòng bàn từng tre như vậy đó các bạn. Sẽ khác hơn các bạn ở Việt Nam một chút xíu. Vui quá là vui luôn. Mọi người ai cũng vui vẻ, cũng rực rỡ áo đỏ hôm nay. Ngày mới, năm mới đầy niềm vui và tiếng cười. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi hết clip của mình nha. Mình xin hẹn lại gặp lại các bạn trong những lần video tiếp theo. Cảm ơn mọi người thiệt là nhiều. Bye bye.